Thúy xin chào các cô chú bác và các anh chị các bạn thân mến. Chúc các cô chú bác, các anh chị các bạn cùng gia đình nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thành công, vui vẻ. Các cô chú bác, các anh chị các bạn của mình hôm nay chuẩn bị mình vào bếp để mình làm món ăn ngon cho gia đình mình nữa nha. Món ăn này rất là đơn giản, không cầu kỳ, mình dân lắm cô chú bác ơi. Gà nướng rau củ, mình có gì mình nướng đó ha. Giờ cô chú bác hãy cùng Thí chuẩn bị vào bếp để mình làm gà rau củ mình nướng nè. Có cà mình nướng cà, có ớt chuông mình nướng ớt chuông. Có những món ăn gì, rau củ gì mình để rau củ đó mình nướng cho gia đình mình ăn ngon nha. Rất là đơn giản, dễ làm, mà nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nữa. Mà lạ miệng nữa, ăn hao cơm lắm luôn cô chú bác ơi. Mình không ăn cơm thì mình ăn không. Hôm nay mình nướng gà rau củ, mình nướng gà tây cũng được. Có thể là tất tây mình sẽ nướng gà tây, hoặc là mình ăn Noel, mình nướng gà tây bằng rau củ, chuối nè. À, khoai tây nè, cà bắp nè, cà giò nè, cà chua nè, có thể mình nướng cà tím nữa nha. Rồi bây giờ mình có con gà, nửa muỗng cà phê muối tiêu, nửa muỗng cà phê tiêu, 1/3 cà phê bột ngọt, rồi một muỗng canh dầu hào, muỗng canh nước tương, kèm theo đó thì củ hành đỏ, 2 củ tỏi, hành lá. Rồi đơn giản, rất là dễ. Nếu mà cô bác mình có ớt chuông hoặc là cà tím mình sẽ nướng chung vô luôn, nó rất là ngon nha cô bác. Lâu lâu cô bác đổi món ăn như thế đi, làm miệng ngon lắm á, mà bổ dưỡng nữa. Giờ mình sẽ làm gia vị để mình ướp con gà nha cô bác. Thế cái bầm xong rồi, bây giờ thấy cái để cái này vô đây. Thế cái để muỗng canh nước tương của mình vô đây, muối tiêu luôn. Cô bác mình ăn mặn để thêm muỗng canh nước tương nữa nha cô bác. Thấy ăn lạc lắm, nhà thấy ăn lạc nè, không ăn ngọt nè, không ăn béo nè. Cái phần sốt của mình xong rồi cô bác, bây giờ mình sẽ để đây ha. Mình chuẩn bị con gà của mình. Con gà thì mình sẽ cắt nó ra nha cô bác. Tết Tây năm nay cô bác mình làm giống thấy đi, ăn cho nó lạ miệng mà ngon, mà nó rau củ nó nhiều dinh dưỡng, nó tốt cho sức khỏe của mình. Không ăn mình nướng mình vẫn ăn cơm được chứ, thường rau củ mà mình vẫn ăn được, bánh mì đồ cũng được nữa nè. Bây giờ mình cắt gà ra rồi, rồi mình phải cắt cái này đi ha, để cho nó thấm. Cắt chỗ này luôn nè, mình thẻo chỗ này luôn nè, để cho nó thấm này, để nó chín nhanh á. Nó chín chuối chín đồ là nó chín thịt con gà là nhanh đó. Đó mình cắt ra hết. Nó vừa thấm gia vị mà vừa chín nhanh. Xong cô bác ha, bây giờ mình sẽ ướp nó thôi. Một chút Thí sẽ nặng cho vít này lên con gà ha, cho nó mình nướng cho nó thấm, nó ngon, nó có màu đẹp. Thì mình sẽ ướp con gà khoảng 1-2 giờ. Nếu cần mình có thể ướp chớm, ướp trước để mình để tủ lạnh mình. Rồi hôm nay mình sẽ đem đi làm ha, làm gấp thì nó không ngon. Mình ướp xong mình để tủ lạnh ngăn mát của mình trong gần 2 ngày, 1 ngày mình sẽ làm nó thì nó sẽ ngon hơn. Còn bây giờ mình ướp 2-3 tiếng đồng hồ mình đem nướng cũng được. Mình sẽ đẹp nó lên, dập nó lên, mình nhét nó vô đây, nhét hành, nhét tỏi hết vô đây. Rồi xong, bây giờ mình lật ngược trở lại ha. Là đơn giản luôn, ngon lắm cô bác, nhưng mà làm vậy mình ăn ngon lắm. Bây giờ Thí để cho nó thấm khoảng tí đồng hồ, Thí sẽ nặng cái trái bích đó vô. Bây giờ mình lót miếng giấy vô trong cái khuôn của mình. Mình lót vô ha. Mình lấy cái khuôn bự như thế này thì cái rau củ mình nó mới đủ đó cô bác. Mình nướng như thế này thì mình cho nước nó vô cái dưới đất đó trước, chứ đừng có cho lên con gà, để cho nó chín cái này của mình. Rồi coi con gà mình nó chín, nó sẽ ra nước sốt, ra nước mặt ở trong con gà, nó sẽ thấm vô cái này nó sẽ ngon đó. Mình nướng vậy đó chứ nó mới chín nha, không thôi là mình không có nước là nó sẽ chống á.
thì cái chấm cái này lên hết bên này. Cái tay tay này thì mình chẻ ra ha, mình đừng có để nguyên đó, mình chẻ ra vậy nè, chẻ ra vậy cho nó chín ăn vậy á cô bác. Được, ở Việt Nam mình ăn rau củ nó mới ngon. Mình nướng bầu, nướng bí, nướng cà tím đâu vô. Bây giờ mình cắt này nha, mình đừng có lột vỏ nó, mình chỉ cắt vậy thôi. Cô bác thấy không, cái này mình cho nó nằm ở dưới nè, mình để nước lên cho nhiều nhiều cho nó chín mấy cái này hết thì con gà nó mới chín, chín xong rồi nó mới thấp lại. Rồi vậy đó, bây giờ mình cho nó một ít muối tiêu lên đây nha, để thôi cái này của mình nó không có thấm, nó không ngon nè. Đó thì lấy một muỗng cà phê muối tiêu của mình thì gửi lên trên này ha. Mặc dù gà nó ra nước nhưng mà ra nước ngọt thôi, còn cái nước mặn mà làm cho rau củ mình nó mặn, nó vừa ăn thì không có, nó không có mặn được đâu, cho nên mình phải cho muối tiêu vô hoặc là nửa muỗng cà phê muối trắng. Mình không có muối tiêu sẵn, mình làm muối trắng đó cô bác. Rồi xong rồi, có cà chua nhiều, mình nướng cà chua nhiều nó sẽ ngon hơn. Thế còn có nhiêu thì làm nhiêu luôn. Rồi đó, bây giờ mình sẽ để nước vô nha. Rồi bây giờ Thí sẽ cho cái dầu ô liu vô nè, dầu ô liu vô trong cái ký rau củ khoai tây của mình nè, một muỗng canh dầu ô liu để mình thử vô đây nha. Đóng gửi vô rau củ của mình rồi, chút nó con gà nó ra mỡ nhiều lắm á. Chế 3 chén nước đầy vô trong cái khuôn mình nha các bác, để cho nó ngập nửa trái chuối đó, hơn nửa trái chuối đó, để cho chuối nó chín nha. Mình nướng lâu lâu thì mình chở chuối ở phía trên nằm xuống phía dưới ha, để cho chuối mình nó chín nha. Đó, sẽ lật ngửa gà lên rồi xong rồi sẽ nặng vít lên vô nè. Nặng cái vô vít vô xong rồi mình nặng xong rồi đều để đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi nướng đó thôi. Các bác thấy gà mình ngon nè, cho ăn vậy đó. Tết Tây hoặc là Noel mình cho nguyên một mâm như thế này, gà rau củ xong rồi cô bác ơi. Bây giờ mình đi nướng cái gà nha cô bác, nó vô mình nướng nha cô bác. Con gà này nướng chắc cũng khoảng cả tiếng đồng hồ á, vừa chuối vừa đầu luôn cho nó chín là phải tiếng đồng hồ. Quá nó thơm bảy lỗ mũi luôn, nhưng mà gà chưa chín đâu nha cô bác, chuối cũng chưa chín đâu nha. Chín rồi cô bác, mà nó chưa có vàng lắm ha. Bây giờ mình cho nó vàng ha, nó vàng rồi, nó chín rồi cô bác ơi, ngon lắm luôn rồi cô bác. Đó. Cô bác ơi, thấy được cái mâm gà rau củ của mình không? Ồ, quá là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ lấy chuối ra ha. Gà ngon lắm luôn. Bây giờ mình sẽ lấy vỏ chuối ra ha. Bây giờ mình sẽ đi ăn thôi. Cô bác muốn ăn với cơm thì cô bác cứ ăn ha, mình ăn không ăn cơm thì mình ăn không, rất là dễ ăn ha. Bây giờ có nhiều dinh dưỡng rồi, mình ăn ngon rồi. Rồi rau củ quả chuối của mình nướng trong luôn rồi, kính rồi cô bác ơi, chắc là nhà ngon thơm ngon luôn. Cô bác thấy gà của mình hấp dẫn lắm luôn nè. Đó, chuối của mình nè, cà bắp của mình, khoai tây của mình chín tàn ơm mà thấm gia vị ngon lắm. Thế đó, cùng cô bác của mình làm món ăn lạ ngon cho gia đình của mình xong rồi ha. Xin tạm biệt cô bác ở video này nha. Cô bác anh chị nào xem video cho Thí mà chưa có đăng ký kênh, nhấn chuông, thẻ đăng ký kênh, nhấn chuông ủng hộ Thí nha. Thì cầu mong thế giới yên bình hạnh phúc, không còn chiến tranh bệnh dịch, để nhà nhà có cuộc sống yên vui hạnh phúc. Thì xin chào, hẹn gặp lại cô bác video tiếp theo. Cảm ơn cô bác rất là nhiều.